Đây là 4 lý do bạn nên tìm Rofilo. Rofilo là sản phẩm chứa nồng độ HA cao nhất trên thị trường với 32mg HA trọng lượng phân tử cao kết hợp với 32mg HA trọng lượng phân tử thấp bằng liên kết nhiệt bền vững Nahico mang đến hiệu quả tăng sinh gấp 12 lần collagen và elastin. Với kỹ thuật tiêm VIP độc đáo, chỉ 10 điểm tiêm với thời gian 10 phút, hạn chế xâm lấn tối đa, không đau, không bầm, không chảy máu, không cần thời gian nghỉ dưỡng. Với khả năng lan tỏa đồng nhất trên cả 3 lớp chính của da, giúp tăng sinh 4 tiếp collagen và elastin trong da, nuôi dưỡng tế bào mỡ, chống lại quá trình teo mô, mang lại làn da ẩm ướt, săn chắc và đàn hồi hơn.